Dạ Thái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Sức Sống Mới nha. Thì ngày hôm nay Thái trở lại với hoàn cảnh của anh Trung mọi người ơi. Cái chân của anh Trung bị hoại tử đó mọi người. Thì trong cái thời gian vừa qua thì Thái cũng nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ của những anh chị. Thì bây giờ Thái sẽ đến đó cùng trò chuyện với anh Trung và xem cái vết thương của anh Trung như thế nào và sẽ có một cái hướng điều trị cho anh Trung nha cả nhà ơi. Thì bây giờ Thái xin mời cả nhà mình cùng theo chân của Thái nha. Rồi hello anh Trung nha. Còn nhớ em không? Bữa nay cái chân sao rồi? Chân của anh ấy nó bị máu rồi cả nhà. Cái chân của anh ấy bây giờ nó chảy máu nọ lại nữa cả nhà ơi. Thì bây giờ em hỏi anh Trung nè, bây giờ cũng như bây giờ nếu mà đi điều trị á thì bây giờ anh Trung biết chỗ nào điều trị không? Có biết rồi. Đó thì bây giờ anh Trung dẫn em tới đó rồi sẽ cho nói chuyện với bác sĩ. Đó, rồi Thái sẽ gặp gỡ bác sĩ nói ở cái hướng điều trị của anh Trung đó, cái chi phí điều trị cái chân nó là bao nhiêu đó, rồi sau đó là Thái sẽ mới kêu gọi những anh chị các nhà hảo tâm, anh chị Mạnh Hồng Quân để hỗ trợ cho anh Trung. Thì khi Thái mà đăng cái clip mà hôm bữa lên đó thì cũng được cũng có rất là nhiều những anh chị cũng quan tâm, cũng đồng cảm với cái hoàn cảnh của anh Trung á đó. Nên là kêu Thái thôi, bây giờ Thái kêu em Thái ơi, bây giờ đến gặp anh Trung mà đưa vô bệnh viện đi, rồi hỏi bác sĩ coi cái kinh phí chữa trị của anh Trung là bao nhiêu để có cái hướng mà điều trị cho anh Trung đó. Thì bây giờ đó là có ví dụ là có trăm mấy lần mà như kiểu mà làm ba đợt rồi sau này là em có một phí bảo hiểm mà y tế nè, là cũng nửa tiền. Nói chung là bây giờ là cứ còn có từ khoảng 20 là xong hết luôn á, hết luôn rồi, là nó cắt da cắt đồ nọ nát cá hậu qua đi hút hủ á, là hút đâm vô tim á. Hút mũ là đâm kim vô đó hả? Ví dụ em mồ côi em khổ quá, em được quỷ mà giống như là hỗ trợ, là ví dụ mình khổ đi này nọ, mình tới mình nói bác sĩ luôn, dùng mọi người kiếm cách nào tấm đồng vàng rồi nọ, mình tâm sẽ giúp mình nữa. Thì thôi bây giờ anh Trung ngày mai anh Trung rảnh không? Rồi anh bây giờ hiện là anh có xài điện thoại gì không? Dạ có xài điện thoại. Có xài điện thoại hả? Dạ. Rồi bây giờ anh Trung cho em cái số điện thoại đi. 0936 luôn. Khoan từ để em ghi lại. Rồi anh Trung đọc điện thoại đi. 0934 288 04. Dạ. Là số của anh Trung đúng không? Với lại cho Thái hỏi là cái nơi ở của anh Trung á, là anh Trung anh nói anh Trung anh ở ngoài đường 32 mà ở chỗ nào? Dạ tối em cũng tập ngay chỗ đường này nè, ngay đường phát tâm điều kiện mình á. Anh đi hướng tận chiều là hỏi trên này mình không biết á. Anh hỏi đi hỏi anh đi là anh mới gặp em à. Tại vì đó là nắm tụi em là ngồi chờ cơm điều kiện với lại cho qua ngày hôm qua tôi đi kiếm ông, mà tôi đi kiếm nhưng mò kim đáy biển vậy đó. Hôm qua nguyên đám em mò ngay cái xài đó, xài ngay đây nè. Hôm qua là nguyên uống một vơi xong rồi cái tụi em đi lượm gián rồi, lượm đi chai tới 1 giờ mới về luôn. Bởi vậy á, hôm qua tôi kiếm ông quá trời, tôi kiếm luôn. Rồi tôi kiếm ông rồi để mà tôi thông báo trong cái tin vui.
mà tôi kiếm hôm qua tôi chạy hết cái con đường Sài Gòn này tôi kiếm không có, rồi tôi đợi ở đây, tôi đợi ở đây tới 3 giờ rồi xong tôi đi về. Rồi cái bà bán nước bà nói là vừa đi về là ông có mặt ở đây. Đó, thì thôi, nói chung bây giờ là cũng có những anh chị yêu thương rồi đó. Thôi ngày mai đi, ngày mai sáng đi, sáng mình vô bệnh viện ha, mình vô bệnh viện mình gặp bác sĩ. Rồi sau đó là coi cái hướng điều trị của cái chân của anh á là như thế nào. Đó, để mà Thái sẽ nói lại với những anh chị Mạnh Thường Quân để có thể là giúp cho anh chữa lành cái chân của anh luôn. Cảm ơn. Trước cảm ơn Thái đã bỏ công sức. Lúc mà anh là công chức nhiều hơn cái tiền bạc, em cảm ơn Thái rất nhiều. Giờ cảm ơn anh chị những mình Mạnh Thường Quân đã giúp em giờ quên luôn. Cảm ơn mấy anh chị đã cho em có cơ hội làm người lại cuộc đời. Rồi sáng giờ có ăn uống gì chưa hả? Chưa, đâu có tiền. Sáng giờ đâu có xin đâu, nằm bệnh viện mới về. Nằm bệnh viện mới về hả? Cái bảy đâu có làm đâu, có đứng chợ không hoài, không có làm có nửa buổi mà cũng về luôn. Kiếm nào mà báo cho em tin vui nè. Đó. Sao cái chân bữa nay từ hôm bữa quay thấy nó lành rồi sao bữa nay nó lở ra vậy? Dạ không phải. Mấy bữa nay là nó sưng rồi, nó sẽ là sưng bây em mới đi khám bệnh viện á. À mấy bữa nay nó sưng lại đó hả? Ờ, là mới đi khám bệnh viện á. Dạ. Sưng hút mới đi hút mũ lại nè. Quá trời luôn. Thì nhất em mấy ngày nhất quá đâu. Đi làm với cha còn nổi rồi. Hôm qua đi vậy đó, rồi bác sĩ nói sao rồi? Nói có đau mới có lạnh. Bây giờ thịt mày là đang tái tạo lại, tại vì cái xương của mày, cái sụn của mày hồi đó đó là bởi nhán người ta cấy lại, người ta làm lại. Nếu mà không đau á là ngoại tử bỏ, còn đau á là còn sống. Giống như là nó đang tái sinh lại những cái bào máu của mày, đang tái sinh lại mấy cục gân, mấy cục này nè, dây thần kinh của mày. Nhưng mà anh hỏi mày nè, bây giờ ngoại tử có đau, có chảy máu không, có sưng không? Đâu có đâu, đúng không? Chứ có nhất là cưa bỏ thôi. Còn này là mày đau, mày chảy máu, mày chảy mũ là thí dụ là mày mừng rồi, là cái giờ con bị ngoại tử nó hụt hụt họ lệ rồi đó. Vậy là gán chịu gán được đi. Ok, vậy ngày mai á, ngày mai có gì dẫn Thái vô bệnh viện nha. Thường thường là nếu mà anh Trung vô bệnh viện là em vô bệnh viện nào? Thì em vô Chợ Gãy anh. Vô bệnh viện Chợ Gãy ha. Thì thôi ngày mai mình hẹn nhau ở đâu đi? Anh hẹn ở đâu à? Anh điện em mấy giờ anh đi vô. Có gì ngày mai đi, ngày mai có gì ngày mai có gì cái anh chạy á. Chứ cổng bệnh viện chứ cậu bây giờ gãy đi có số điện thoại nhau rồi. Rồi vô đó đó, rồi vô đó rồi xong cái vô đó xong đi rồi giúp cho giúp cho dễ lại chung vui mọi người khi mà nghe được cái thông tin mà có những anh chị giúp đỡ cho ảnh đi chữa cái chân của mọi người thì anh ấy rất là vui luôn đó. Nhận cái tin là sẽ được giúp đỡ để mà chữa lành cái chân của mình đó mọi người, anh Trung vui lắm luôn á.
cảm ơn nha chị. Giờ ngày lâu lắm rồi không cũng có nữa đâu, ngày không có rồi cuối cùng cũng có mình đúng không? Đúng rồi, còn trẻ mà, nó còn trẻ thì cố gắng lên, vươn lên. Và khi cái chân lành rồi đó, mình kiếm một cái công việc gì đó, nó mình làm từ từ nó phục hồi lại. Đó, anh nghĩ á, anh nghĩ là khi mà cái chân của em lành thì những anh chị cũng sẽ hỗ trợ cho em một phần nào đó để cho em có cái cuộc sống nữa. Đó. Này em thấy vậy, chút nữa em đi bộ ghé nhà em đi, ghé cái chỗ mà mình muốn không? Hay là ừ, sao cũng được cho nó lát rồi lát cái gì anh ghé cái chỗ mà em thường thì em ở đó đi đó, em ngủ nghỉ ở đó đi đó, để mà chúng để mà biết được cái nơi mà em ở như thế nào. Tháng nữa là cuối tháng nữa, tháng này là còn em đi rồi không dọn không dọn và không đồn. Dạ có nghe ngoại mốt có ngoại luôn, để ngoại nó dọn ở đâu anh chỉ giúp con là ngoại gái đó xíu mà con bà lòng trời không giúp con đâu đúng không? Không sống không phải lại người ta mà. Mãi tính ra mọi người mãi đó giờ anh chạy vòng anh đi kiếm con á. Trong sáng này cũng lại vậy nữa. Anh đứng đây luôn á, không có một người nào như vậy đâu mà. Nhưng mà thôi bây giờ mình giờ cái giờ thôi anh chung cứ ở đây đi rồi ở đây hãy đi kiếm mua cái gì cho nó cho chung ăn. Thì giờ chung muốn ăn cái gì? Thôi thôi được anh ơi, để em khỏi ăn no ngang luôn rồi. No ngang luôn hả? Ờ nghe tin này là no ngang luôn hả? No ngang thôi, khỏi xin lên luôn anh ơi. Sao vậy? Thôi nếu vậy thôi giờ dẫn hãy lại cái chỗ ở của chung đi. Đó cả nhà ơi, thì giờ Trung sẽ dẫn em và lại cái chỗ ở của Trung mọi người. Thôi mọi người thông cảm cho em là tại ngày hôm nay là em cái mic của em đó mọi người là nó bị hư rồi. Nên là em không có gắn cái mic vô để nói chuyện cho nó rõ hơn được. Để ngày mai thì ngày mốt thì em sẽ đi mua lại cái mic khác thì để mà mới có mic gắn lại cho mọi người nghe nha. Đó thì mong là mọi người thông cảm giúp cho em nha mọi người. Khoan anh Trung đợi em chạy theo đã. Cô chú là chỗ này nè, là chỗ của em nè. Buổi sáng á, là người ta buôn bán á, là tụi em phải đi lượm đi chai lượm đó để kiếm mưu sinh. Buổi tối là người ta đóng cửa rồi tụi em mới lại ngủ chỗ đó. À, là mấy chỗ này hả? Mấy khu vực này hả? Đúng rồi anh này. Ở cả nhà ơi thì nói chung cái em Trung này thì cũng cái chân á, cái chân thì bây giờ là cũng cố gắng cũng dẫn cả nhà mình đi lại những cái chỗ ở của em Trung. Thì đường này đường cách mạng 8 đâm ra 32 đó, thì có bữa thì ở đây có bữa thì ở chỗ khác nha mọi người, nói chung là không có cố định đó. Thì ngày mai thì Thái sẽ đưa anh Trung vào bệnh viện Chợ Gãy để gặp gỡ bác sĩ để trao đổi về cái tình hình điều trị cái chân của em Trung là nó như thế nào, thì cái kinh phí như thế nào, thì Thái sẽ báo cáo lại với tất cả mọi người để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái kinh phí điều trị nha mọi người. Đó thì vừa qua thì Thái cũng có nhận được một số kinh phí từ Mạnh Thường Quân đó, để mà hỗ trợ cho em Trung đó. Thì qua cái clip này em Trung có điều gì muốn gửi đến mấy anh chị không? Cảm ơn anh chị đã cho em thêm một bước nữa làm lại cuộc đời. Em dù anh chị đã mở một lần mới cho em cảm ơn trước là anh Chí, trước là anh Thái, sau là Mạnh Thường Quân giúp em chúng con đoạn đường mà em đi. Em dù anh những anh chị đã giúp em đâu bài học để sẽ nhớ trong cuộc đời, em sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn anh chị và anh Chí, anh Thái à. Rồi và bây giờ thì em và em Trung sẽ kết thúc clip này nha cả nhà ơi. Hẹn cả nhà mình vào ngày mai nha. Rồi bye bye tất cả mọi người.